Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn đã trở lại với kênh YouTube Cụ Tèo Piano. Hôm nay Cụ Tèo lại tiếp tục chia sẻ đến các bạn bài tập số 2 của người chơi đàn piano hoặc organ. Các bạn liệu định luyện đều được. Cụ Tèo xin chia sẻ thêm một số vấn đề. Một số các anh bạn, bạn bè chơi đàn của Cụ Tèo chia sẻ rằng cái việc chơi đàn á, muốn chơi lên đàn chơi thôi, chứ việc gì mà phải luyện ngón rồi bấm sửa tay, thế tay này thế tay kia cho nó đẹp làm gì? Ủa không lẽ tay đẹp bấm nốt la nó ra nốt la, còn tay xấu bấm nốt la nó ra nốt si hả? Một số anh bạn lại có cái ý kiến như vậy. Cụ Tèo xin chia sẻ như sau. Đồng ý với anh luôn là tay đẹp tay xấu bấm nốt la nó đều ra nốt la, chứ không thể nào bấm nốt la mà ra nốt si, nốt đô gì được. Nhưng mà bây giờ là thời đại gì các bạn? Thời đại công nghệ 4.0, trên tay ai cũng có một cái smartphone, ai cũng có cái iPad. Lỡ như hôm nào đang chơi đàn, cái bạn bè nó quay lại, trời ơi trời, ngón tay thôi rồi như con cua con còng vậy á, không phải mà chơi đàn nữa mà đập đàn, đánh đàn, quánh đàn luôn. Rồi các bạn bè tung lên trên mạng, ôi thôi rồi, tiêu các bạn ơi, không được. Vì vậy chúng ta cần phải có một bàn tay đánh đàn cho nó sao đây, cũng phải có thẩm mỹ chút xíu, đẹp chút xíu các bạn nhé. Giờ chẳng lẽ Cụ Tèo cho các bạn hai cái áo, cái áo như cái đồ rẻ vậy, với một cái áo mới mua blue luôn nha, hiệu xịn luôn ạ. Ủa rồi các bạn chọn cái áo nào? Tất nhiên các bạn sẽ chọn cái áo đẹp rồi. Rồi giữa hai cô gái đẹp, rồi sao? Một cô gái thì không được đẹp, lấm lem, thấy gớm gì thế. Một cô gái thì quá trời tươi luôn, xinh tươi lạc lìa. Các bạn chọn ai? Tất nhiên các anh chàng đều chọn cô gái đẹp rồi. Ủa vậy tại sao chúng ta chơi đàn, chúng ta không chọn cái phương pháp, cái tay, cái thế tay cho nó đẹp, mà cứ chọn cái thế tay không đẹp, kỳ vậy? Thích cô gái đẹp thì phải chơi đàn với thế tay đẹp các bạn nhé. Rồi hôm nay Cụ Tèo sẽ hướng dẫn các bạn, chia sẻ đến các bạn bài tập số 2. Bài tập này dùng để tăng lực, tăng độ dẻo dai. Cái gì trời? Tăng độ dẻo dai cho cái ngón yếu nhất trong bàn tay chúng ta, đó là ngón áp út, hay còn gọi là ngón danh các bạn nhé. Ngón này đảm bảo các bạn, ngón tay, bàn tay, tay phải, tay trái, tay nào nó cũng yếu xìu ở trên. Nó yếu dữ lắm luôn á. Nó yếu, yếu ơi là yếu luôn á. Bây giờ chúng ta sẽ có bài tập để mà giúp cho nó mạnh mẽ lên, cứng rắn lên. Gì trời? Lộn lộn. Mạnh mẽ lên, cứng rắn lên. Nhưng mà các bạn nhớ, dù cho mạnh mẽ cỡ nào, cứng rắn cỡ nào, thì khi chơi đàn, các bạn cũng phải để ý là đánh chậm từng ngón một. Và nhớ là tay khi ấn xuống phím đàn, là phải nhớ một điều là mình đang điều khiển ngón tay để mà ấn phím đàn xuống, chứ không phải là ngón tay đang điều khiển mình các bạn nhé. Rồi chúng ta bắt đầu bài tập số 2 nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 2. Bài tập này nâng cao, làm mạnh mẽ cho ngón danh các bạn nhé. Nhớ là mạnh mẽ nha. Bây giờ chúng ta sẽ học cách xếp ngón trước. Đối với bàn tay phải, ở bài tập số 1 thì Cụ Tèo đã giới thiệu các về số ngón rồi, chúng khỏi nói lại nha. Bây giờ chúng ta qua bài số 2 luôn. Cách xếp ngón bài số 2 như sau. Ngón cái các bạn vẫn xếp vào nốt đô, và tiếp tục nốt mi là ngón trỏ. Các bạn nhớ là vẫn bỏ phím rê ra các bạn nhé. Chúng ta cho nó khoảng cách một nốt nha. Ok. Rồi các ngón còn lại xếp vào các phím. Rồi các bạn nhìn tay Cụ Tèo xếp cho các bạn dễ nhìn. Ok cho các bạn. Rồi khi đánh đàn nhớ cong tròn và sử dụng cơ của ngón để ấn xuống các bạn nhé, chứ không phải là đánh nguyên cái bàn tay xuống như vậy nhé. Bành bành phím hết, không có tiền mua đàn mới đâu các bạn. Rồi bắt đầu xếp ngón vào. Chúng ta sẽ bài tập số 2. Chúng ta chia làm
hai phần nhỏ. Phần thứ nhất, chúng ta đánh ngón cái xuống, dở lên, tới ngón trỏ, dở lên, và tới ngón út các bạn nhé. Nó khác với bài tập số 1. Rồi chúng ta làm lại, ngón cái, ngón trỏ, ngón út. Rồi các bạn quan sát kỹ chưa? Bây giờ tới phần tiếp theo. Chúng ta sẽ đánh ngón danh và ngón giữa này hai lần như sau. Ngón danh, ngón giữa, ngón danh, ngón giữa, tức là hai lần. Rồi tới ngón trỏ là hết. Bây giờ mình làm lại cả bài nhé. Đây, cụ Tèo để tay như vậy cho các bạn dễ nhìn. Nhớ là để cho dễ nhìn thôi nha. Chứ còn mà khi chơi là phải nhớ là tay phải cong tròn đẹp các bạn nhé. Rồi bắt đầu mình đánh mẫu số 2. Ngón cái, ngón trỏ, ngón út, ngón danh, ngón giữa, ngón danh, ngón giữa, ngón trỏ, hết. Đó là hết bài tập số 2. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại nhé. Ngón cái, ngón trỏ, ngón út, ngón danh, ngón giữa, ngón danh, ngón giữa, ngón trỏ. Rồi sau đó mình dời ngón cái lên qua phím rê, ấn xuống và tiếp tục dời bốn ngón này qua. Rồi lại giống như thế ngón lúc ban đầu rồi đó các bạn. Chúng ta lại tiếp tục như vậy. Vì ngón cái đã bấm rồi, bây giờ tới ngón trỏ và ngón út, ngón danh, ngón giữa, ngón danh, ngón giữa, ngón trỏ. Ôi lại hết rồi. Lại kéo ngón cái lên. Rồi tiếp tục dời bốn ngón này qua. Cứ như thế chúng ta sẽ đi hết các bạn nhé. Rồi đó là tay phải. Rồi bây giờ chúng ta đến với tay trái. Bắt đầu là ngón út chúng ta xếp vào phím đồ. Rồi ngón danh xếp vào phím mi. Cũng cho khoảng cách một nốt các bạn nhé. Rồi tiếp tục ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái các bạn xếp vào. Rồi nhìn như sau. Nhớ là khoảng cách nốt ở giữa nha. Rồi chúng ta cũng đánh giống như là tay phải vậy các bạn. Bắt đầu. Cái cu Tèo để cho các bạn dễ nhìn thôi nha. Nhưng mà nhớ là đánh là tay phải cong tròn đẹp nha. Ngón út, ngón danh, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón trỏ, ngón giữa, tức là hai lần giống như bên tay phải các bạn. Mình làm lại nhé. Ngón út, ngón danh, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón trỏ, ngón giữa, rồi về ngón danh luôn. Như vậy là hết một bài tập số 2. Bây giờ mình làm lại nhé. Út, ngón danh, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón trỏ, ngón giữa, ngón danh. Sau đó mình dời ngón út qua phím rê, ấn xuống, rồi dời bốn ngón này tiếp tục đi qua, giống như thế ngón lúc đầu. Và mình tiếp tục, lý do ngón út bấm rồi, bây giờ tới ngón danh, ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón trỏ, ngón giữa, ngón danh. Lại hết rồi các bạn, chúng ta kéo ngón út lên và tiếp tục dời bốn ngón này qua, giống như thế ngón lúc đầu. Rồi, sau đây cu Tèo sẽ đánh từ tốc độ từ nhanh đến chậm cho các bạn xem thử các bạn nhé. Thank you.
Ta vừa tập xong bài tập số 2 với thế ngón đi lên. Bây giờ chúng ta sẽ cũng là bài tập số 2 đó nhưng mà với thế ngón đi xuống. Thế ngón đi xuống này hơi phức tạp chút xíu các bạn nhé. Vì tay trái và tay phải lúc này cái số ngón của nó sẽ không giống nhau nữa. Các bạn hãy quan sát kỹ cô Tèo chia sẻ nhé. Bắt đầu. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài số 2 nhưng mà chúng ta sẽ đi ngược về. Chúng ta vẫn xếp ngón như vậy các bạn nhé. Phím ngón út xếp vào phím đô, các ngón còn lại xếp đều nhau. Rồi ngón cái chúng ta xếp vào phím mi như vậy, làm sao cho ngón cái và ngón trỏ cách nhau một phím. Rồi các bạn nhìn mẫu nhé. Bài số 2 này nó khác bài số 1 chút xíu các bạn. Chúng ta sẽ đánh đi về như sau: ngón út, ngón trỏ, ngón cái. Rồi sau đó mình sẽ kéo bốn ngón này về. Rồi các bạn hình dung được chưa? Bây giờ làm lại nha. Xếp ngón như sau. Rồi bắt đầu nha. Ngón út nè, ngón trỏ nè và ngón cái nè. Rồi sau đó mình sẽ kéo bốn ngón này về. Rồi tiếp theo là mình sẽ đánh ngón trỏ và ngón giữa hai lần. Trỏ, giữa, trỏ, giữa. Rồi tiếp tục tới ngón danh và ngón út là hết. Mình làm lại các bạn nhé. Ngón út, ngón trỏ, ngón cái. Rồi kéo bốn ngón này về. Tới ngón trỏ, ngón giữa, ngón trỏ, ngón giữa, ngón danh là hết. Rồi giờ mình làm lại thử nha. Các bạn quan sát nha. Kéo về hai lần. Rồi tới ngón danh, ngón út. Rồi ngón út là mình lặp lại từ đầu rồi các bạn. Ngón út là tới ngón trỏ có sẵn. Rồi sau đó mình sẽ kéo, mình dời ngón cái này qua một phím để kéo về. Lại tiếp tục kéo bốn ngón này về. Trỏ giữa tiếp tục hai lần. Rồi tới ngón danh, ngón út. Lại tiếp tục từ đầu nữa rồi. Tới ngón trỏ và ngón cái chúng ta kéo về. Sau khi ngón cái kéo về rồi, kéo bốn ngón này qua. Cứ như vậy các bạn nhé. Bây giờ tới bàn tay trái. Tay trái chúng ta cũng tương tự như vậy chút xíu. Các bạn cũng xếp như sau: ngón cái vào phím đô, ngón trỏ vào phím la, cho cách một phím nha. Cho cách một phím nha. Rồi các ngón còn lại xếp đều. Rồi các bạn thấy xếp ngón của cô Tèo chưa? Rồi mình bắt đầu nha. Nó khác với tay phải chút xíu các bạn. Đánh ngón cái xuống, rồi tới ngón giữa,
rồi tới ngón út. Rồi sau đó chúng ta đánh ngón danh và ngón giữa này 2 lần. Danh, giữa, danh, giữa. Mình làm lại nhé. Xếp ngón như sau. Rồi bắt đầu ngón cái nè, ngón giữa nè, ngón út nè, ngón danh và ngón giữa 2 lần. Rồi tới ngón trỏ. Sau khi ngón trỏ rồi chúng ta sẽ ngón cái nè, chúng ta kéo về. Rồi nhấn xuống. Sau khi kéo ngón cái về và nhấn xuống rồi, chúng ta sẽ kéo 4 ngón này lui về. Rồi nó giống như thế ngón lúc ban đầu của các bạn. Chúng ta lại tiếp tục. Lý do ngón cái nhấn rồi, bây giờ tới ngón giữa các bạn nhé. Và ngón út. Rồi ngón danh và ngón giữa tiếp tục 2 lần. Rồi tới ngón trỏ. Ngón trỏ xong rồi chúng ta lại kéo tiếp tục ngón cái về. Khi ngón cái đã kéo về rồi, lại tiếp tục kéo 4 ngón này về. Giống như ban đầu, lại tiếp tục. Tới ngón giữa, ngón út, ngón danh, ngón giữa, ngón danh, ngón giữa, ngón trỏ, lại kéo ngón cái về. Rồi dời 4 ngón này qua, tiếp tục giống thế ngón ban đầu. Bây giờ chúng ta cùng xem cu tèo làm thử các bạn nhé. Tèo vừa chia sẻ với các bạn bài tập số 2, bài tập luyện ngón rất bổ ích. Và nhớ bài tập này, nó sẽ làm cho mạnh mẽ ngón danh của chúng ta, ngón mà yếu nhất trong bàn tay, làm cho ngón này linh hoạt hơn. Và các bạn nhớ một điều rằng, khi chơi đàn, nhớ là phải sử dụng cơ ngón tay nha. Cơ ngón tay mình ấn xuống, tập cho cơ ngón tay càng linh hoạt càng tốt. Và nhớ là luyện tập bài số 2 này xong, thử kiểm tra ngón danh của mình xem nó sẽ mạnh mẽ lên các bạn nhé. Và đảm bảo là sau khi tập bài số 1 và bài số 2 xong, tự nhiên các bạn sẽ cảm thấy bàn tay của mình nó có một cái sự chuyển biến linh hoạt hơn và có thể chơi đàn nhanh hơn, hay hơn các bạn nhé. Và chia sẻ một điều nữa là nhớ là bàn tay này là của mình. Mình sẽ điều khiển từng ngón tay đó chơi các nốt nhạc theo ý đồ của mình. Đừng có để ngón tay nó điều khiển ngược lại mình. Không ổn đâu các bạn ơi. À, nếu như các bạn còn có thắc mắc gì về bài tập này, các bạn có thể comment ở bên dưới video. Cu Tèo sẽ giải đáp, chia sẻ với các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tập số 3 nhé.